Thưa bác ơi, bữa nay là ngày 2 tháng 3 năm 2024, còn tính theo âm lịch đó là ngày 22 tháng Giêng, tức là tháng 1 đó của năm 2024, tính theo âm lịch. Đó, bữa nay bảy ớt với bé Mỹ lên chơi nha, quay đoạn phim làm kỷ niệm cho. Ở phía trong nè, đó, bữa nay bảy ớt cho ăn lẩu nha. Cái dàn vũ khí siêu đồ bếp là phải dao kéo gì đủ thứ hết trơn vậy nè. Trời. Mình nấu trước hả chị vậy? Nấu trước cho nó bốt thì mình cho luôn, còn cái kia bắt bếp. Có mình lên là nấu bếp vô. Lẩu mà là nhúng hai cái đồ canh này. Nhúng mà là lẩu. Chưa chưa. Ở ngoài có cây ớt. Kiếm được cái ớt rồi đó. Để cuốn cái mạng cho nó gọn. Nó tới cây, ở ngoài kia nó vô. Nào chi vậy? Bình ga hả? À, cái bình ga đó. Bình ga kỹ trời. Bình ga du lịch mà bình ga chống sốc á. Mình xài ga kia cũng như đó được. À, cái bình ga đó là nó an toàn hơn ga thường của mình gấp nhiều lần lắm. Cái chân, của máy quay. Nãy giờ đang dò để mua cục pin nè, của cái bản ghi nè, im lắm. Có nghĩa là mình viết chữ trên này nè, cái mình bấm nút xóa là nó xóa, sạch bông vậy đó. Bản này bản điện tử. Đó. Cái bắt đầu cái mình có bút có viết rồi luôn, đang dọ mua cục pin nó để lâu thò nó hết pin rồi nhỏ. Để mình lấy cái chân quên, cái chân để gắn cái bếp gà, cái chân là chế nè. Để mình gắn bếp gà cho bác xem nha. Này bị gió quá ăn được. Không, lửa này mạnh lắm à. Sao để cái ga nó đâu sợ. Kêu kêu đó tao nóng rồi, nó kêu kêu lên rồi để ra được rồi. Nó xuất qua trái vô thôi. Xuất qua ốc à. Ấy, thì dặn lên nữa. Rồi được rồi. À, chỉnh này nha, bình ga nè giữ nha, chứ mình ăn kiểu cái bình thường mà mình thử cái bếp này. Sợ bình ga kia, tại bình ga này. Mình gặp cái bếp này giới thiệu hoài mà mình chưa sử dụng, mình phải sử dụng cái bếp này. Là ga chống sốc, ga này nó xịn. Đi ra. Ga thường. Đổi dữ lắm. Đó, sôi liền rồi đó.
dữ dằn lắm, cái sức thổi nó dữ dằn lắm. Thổi rồi nè. Ờ, cái chi bếp còn thôi, ngồi gần nhất đó. Bây giờ. Ờ, cái này hàng xịn lắm đó, đảm bảo an toàn. Chỉ có cái bình ga này là bình ga cũ. Còn lớn nữa. Bỏ cao mày ơi. Bỏ bần. Bỏ thuốc à. Úp ơi. Nhỏ nhỏ thôi. Nguyên nó cái đường chảy ra. Lớn lắm, còn lớn lắm. Bỏ rồi. Gì lớn lên chứ Út. Ông không biết gần ba chứ vậy sao? Cái kéo lại. Nắm cái chân nó kéo. Không nắm. Nóng hơn bạn. Mới bằng cao không nóng. Mỹ hết hồn rồi. Đừng làm mấy mi chả. Mà nhẫn sạch sẽ ha, nhẫn chân trống vậy nhẫn sạch sẽ hơn bếp kia của mình. Mình cũng muốn chạy quá. Này không ớt gì tới, cái biết là còn nước á. Sắp sắp khỏi chảy xuống cháy một bàn không hay. Ngày đâu không thấy được nước. Cháy lửa xanh không thấy được, khỏi cháy một bàn luôn không hay. Rồi xong bên này là chai nha. Là mặn, mực, nấm, tôm. Không biết cái ghế. Mà đứng ngược lại ngồi xích đây cho nó rộng. Được rồi. Nè, để xương nè, chờ cái mỏ để xương nhóc, bọn đẻ chưa lấy để xương chi. Trời ông khai trương cái ghế không mà chưa có ai ngồi chứ. Cái gì bán mình nhiều hả? Cái này bí mật quân sự, mình mua đồ cũ. thêm 100.000 tiền sơn đó. Nó mạnh chút nữa đi. Được rồi. Nó thổi dữ luôn. Ra ngoài. Cái này hoa chiều tím. Nở dữ lắm luôn. Nở một cái tím cả chiều hoang luôn. Quá rồi. Ớt dợm nè. Quá xa hoa luôn. Hoa khủng khiếp luôn. Hết sức luôn, ở ngoài đẹp lắm mà vô phim không biết sao để quỳ thằng này dễ xem cả chiều hoa. Tại cái này hệ thống khè là nó chống gió đó, nó đi phượt rồi đó, ra ngoài chỗ trống đó. Khè để nó chống gió, nó không có tắt. Ô. 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 Bạn ơi, cỡ này có ăn lai gai nghe, cậu muốn còn cái lá không nè. Rau muống, rau lan gì nhúc trơn, bỏ rau nhúc luôn nữa. Ở phía ngoài nha.
tư xong, hòn non bộ. Bữa hổm vừa sửa xong, rồi có con kỳ bữa rồi. Nó thấy mình thả cái con rồng nè, em bé rồng nè, lên trên này ngồi. Cái nó lại, nó chồm chồm, nó nhảy lên cái hòn non bộ đó, nó dòm. Hồi ơi, nó quậy banh trầm cái hòn non bộ trên. Con kỳ, nó hàm mấy ký, nó nhảy lên đó mà. Nó chịu nổi. Rồi, hết ra. Chúc mừng. Ủa anh đẩy chỉnh hả? Tưởng nó hết kìa. Có một bình đó. Để xài cái bình đó cho nó hết luôn. Không có tác dụng thực sự cho bộ sâu vậy đó. Cá điều hồng. Ngồi sát chưa anh Bảy? Rồi được rồi. Hả là ông sợ nổ. Chín rồi, ăn lai gai gì rồi. Nhà mấy cái nhỏ. Bữa nay cho nó vô tự do luôn. Dễ sơn rồi coi được hết sức ha. Cũng đẹp lắm chú bộ. Để quay gần rồi cũng hết sức. Khi gần nó đẹp vậy nè, nhưng mà xa thì có thể là mình thấy nó không rõ quá. Tùy theo cái ánh sáng này. Nhìn coi cũng được. Trời ơi, nó mắc tiền gấp đôi cái bếp ga mini thường xịn đó. Có chốt an toàn. Không sao. Chỉ sợ là sợ cái bình ga này thôi. Để quay có lỡ gì bộ phim cuối cùng. Thôi nè. Ngoài chỗ này mát quá chứ bộ. Nhỏ tôm sợ lâu nấu trước ngoài nồi rồi. Ở đây là nấm gì mà cộng nhỏ nhỏ hả chị vậy? Kim châm. Kim châm hả? Ồ, kim châm. Cái nấm cộng bự bự là nấm gì là mi mà người ta ăn được mà sao nhà của bé chưa ăn. Nhớ coi phim Hoàng Châu Cách Cách đó, có cái bà gì bà lấy kim bà châm vô Hoàng Châu Cách Cách. Cái nấm gì châm. Nấm đùi gà. Nấm đùi gà hả? Gà bự gà bự. Bào ngư hả? Nắm đũa. Nắm nó lâu nhiều lúc nó bị ho gũ, nghĩ ăn ăn là ngã mạnh luôn. Bỏ rượu vô để cho nó tươi á. Mấy cái hoa người ta chưng nữa, người ta có xịt rượu vô để cho nó lâu tàn. Tâm mà còn quá mà. Cần giao diện có chứ. Thì giao à. Thật, mấy đứa nhỏ nó ngóng nè. Mèo. Cái đuôi nó. Nhìn cái đuôi nó đã không? Này ăn rồi coi. Rồi có giấc này xế chiều à, có thêm mấy anh chị lên chơi quay thêm đoạn nữa, tôi đủ da xanh tôi đẩy đem vô. Ủa sao mà ông
Ông chọc mà không gớt hay vậy? Chị phải giật. Còn trái dưới kìa, còn trái xích dưới kìa. Chị phải giật, anh phải chọc, anh lục. Thôi, hai vợ chồng đồng lòng quá ha. Không hay chứ bộ. Nè. Sao mà chấp được? Thôi, hay vậy? Còn trái dưới nó kìa chị phải. Hay vậy? Ở dưới kìa, dưới kìa. Không, giật đi cho anh bảy chụp hấp dẫn hơn. Giật đi cho anh bảy chụp. Trời ơi. Còn nghiệp chị bảy qua cái cây bự hơn chị bảy nữa. đồng lòng quá ha. Chụp cự là bóc không được kìa. Đó. Rồi. Trái cao chụp được, trái thấp chụp không kịp. Chín rồi, quá chín rồi. Cái này là miếng không có bọc lại, thành ra có thể là có dòi hết. Quá chín rồi. Ừ, rồi. Thì tỷ lệ 24. Còn trái đó chị Bảy. Sao? Chị Bảy xách cái cây tao nghiệp chị Bảy. Ồ. Còn trái kia kìa. Để nó xong. Đó, chị Bảy nó ra cho nó đi. Để coi con chim bên này còn không nha. Hai chim mất tiêu rồi cô ơi, chắc bên này nó bay đi rồi. Không gài đâu cả 4-5 bữa, 3-4 bữa gì rồi. Thì nó bữa hổm nó có lông rồi đó cô á. Mấy chim thì nó mau lắm, tại cái dòng đời nó ngắn, thành ra nó phát triển mau lắm. Vài bữa là nó đã bay đi rồi. Có dòi không? Không có bụng không? Tức có dòi không? Tăng 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 tăng. Cái kia đã chịu không cái này? Dòi sao? Chú sửa rồi mấy à. Không trái này còn nguyên nè. Mà sao vú sữa lại xẻ xuôi vậy? Ta xẻ ngang chứ. Xẻ ngang rồi nó trúng dòi sao? Xẻ ngang rồi trúng hộp rồi sao? Trúng hộp thì sẽ đẹp nè, chỗ này được vô gì đã ăn được nè, chỗ nào có con dòi. Ôi, dục đi béo. Không có, không có. Có gì nè? Không có. Còn được khúc có nghĩa là nó ăn khúc mình ăn khúc. Coi ngọt không nha, cái này là không phân không thuốc chứ nha. Cái này là không sao. Không có thuốc không nữa. Dưa béo. Béo nữa. Tám với mười ăn cơm. Một đàn lưu lá dưới luôn. Mèo. Tới cây hạnh mà còn dòi không á, trái hạnh á. Sơ ý là dòi không, hạnh á. Dòi không á. Trái hạnh mà vàng vàng ha, là dòi nhấp chân bữa hôm. Trái chanh cũng vậy. Cái nào còn xanh. Đó, mè có sao. Mè coi chừng có dòi. Tại trái hạnh nó chua vậy mà còn có dòi mà. Coi chừng móc nha chị Bảy, coi chừng móc nha. Anh Bảy đi về nguy hiểm không chứ. Kỳ cục lắm, để cho lên dưới. Này phải đặt kêu ba mi lên. Ba mi đợt đó không chọc hay lắm. Vô đồ kia không nằm không ngồi luôn. Ông giật mạnh mà bỏ vô cái giò ông giật biết. Cái này có nước leo lên đó, trên đọt đó còn nhiều lắm kìa. Cái nhánh thẳng ở trên đọt đó anh mời. À, đẩy còn dốc trên đó. Ừ, ở giữa đọt lên đó. Ngạt trơn ha. Còn ở dưới này bữa hổm mấy nhánh nó chọc trơn rồi. Có cái thang kìa. Ở bắt giờ mời ông leo hay lắm. Bệnh chưa? Anh ba, về cuối nội thăm anh bệnh sao nữa? Để ông bệnh đi chơi, kiếm ông, tại nhà kiếm. Cái ông bệnh thiệt thì không thăm, còn cái ông bệnh là anh ta nó đi chơi mà đi kiếm thăm. Không đi tới, thằng ba thấy rồi, đi vòng vòng, vô nhà ông kiếm vòng vòng, đúng không? Tới nhà cũng kiếm luôn, bệnh nhân mà đi đâu? Bệnh mà đi đâu để tôi đi kiếm cho ông coi. Rồi chút xíu tập men nè. Ra tới sao tôi kêu không chụp có ai nghe đâu. Xuống gặp chánh nữa không? Trời ơi ông đi lại lần mà thấy rồi.
Rồi, cha coi đầu rừng. Má nó rủi rồi đó, tôi tưới hôm ngày mà nó không sống là nó rủi rồi đó. Có tưới là gai mà nó không sống. Nó rủi rồi, nó già quá rồi. Nhổ nguyên cây lên luôn, nhổ nguyên cây luôn. Tại nó rủi rồi. Nó rủi rồi. Anh tám xin một củ. Uống đâu có được. Cái này gì á? Cái bao. Nó nảy nở tình thôi. Mỗi lần nó có một tép mà. Bảy chồng hay gì mà. Hai chị em đi ăn hỏi đem cho nó nè. Ôi ôi, một củ mà nó ra đóng nè. Chị bảy mình chồng có một xíu mà. Thôi mình đổi củ này. Ờ rồi. Bứng hết luôn đi. Bứng hết luôn đi mà ơi, bứng hết luôn đi. Trồng lại. Nãy rồi. Bây giờ lấy cái mỏng này trồng lại nè. Thỏm gà tứ hoài đó mà nó rụi là có nghĩa nó già rồi. Bứng lên đi. Ồ, củ bự quá ha. Cũng có củ mà. Trồng có củ mà ra cả đống. Nè, củ của anh Tám nè. Nó bị lỡ lâu thúi nè, thấy không? Nè. Trời ơi. Điện tướng thúi trơn nè. Nó già quá rồi. Bây giờ ví dụ nó tàn ha, chị không thu quay. Trồng lại đi, cái này trồng lại có ăn dập. Mẹ ra. Cái này chị trồng lại được nè, nó lên mầm rồi nè. Bởi vì cái này trồng luôn đi, chứ có ăn được như nào. Lấy chỗ nào? Cái này ăn gì nữa? Cái này lấy chỗ nào? Lấy hết đi. Không, cái này có lên màu ha, đem lại trồng lại. Thôi đào hết đi mọi người, trồng lại không nên thân đâu. Không, trồng lại nó lên củ lại. Nó lên củ lại, còn nếu nó tàn để là nó thối chưa nè. Cái tay mà trồng mà tốt của mình chị bảy. Có không chị trồng thì nói mình lấy trồng trồng chứ. Mọi lần cái này chị trồng mà chị nói vậy. Thì hai chị em mình trồng đó. Em đem cho má uống mà nó gì tới chồng nó cũng được. Sao vậy, nó thấy cái ngồi. Cái này chồng chưa chắc được, cái bả này hư chân. Wow. Đó có em chồng nhiều lắm luôn. Hai cái thau bự gì nè, rồi nó tàn em bỏ đại tính lên. Mà nước quá nó chết, bữa nó bứng về chồng nè, trồng này làm biếng thì nó lên nó sống. Chết rồi. Cái này tương tứ mới được. Cái mình trồng thì chưa chắc gì nó lên, mà mình lấy về mình sử dụng là nó hiệu quả liền. Còn liền có đủ luôn hả? Ủa anh này làm gì luôn, mũi bầm ở đâu? Hả, là giúp gì thêm vợ mà. Nhớt. Dạ. Bầm nhớt mà. Nhớt mà. Thấy thêm vợ á. Mới vợ má. Nhớt, gà rồi nè, nhớt rồi xương xanh. Cái nào mình lấy về tổng mình trồng hết. Thôi, đừng có để nhiều quá, để hết cây được rồi, lớn lên. Gì đừng có tách ra, đừng có tách ra, nguyên củ có cây luôn cho nó dễ sống. Thì sẽ chết. Chết hả? Nó nhiều, nó thúi cho nè. Cái giáo gì nè, chồng nó mới lên. Cái giáo gì chồng mới lên nè. Tại vì mỗi lần á, em mua về phải không? Cái đem xuống chồng liền nó thúi chân. Mà em mua mấy cái giáo gì nè, đem về chồng là nó lên. Cái đó không biết, cái giáo này là chắc lên đó bỏ. Dạ. Chắc cái bự bỏ. Chồng đó hả? Chồng đó quật cục hai nó bò ra rồi sao? Đất nó cứ ngát sao nó ra cổ. Ra đất cát nè. Đất cát này nè, người ta mới lên cũ được. Cái đó sao cái cũ nó ra được? Trồng cái bài hả? Ôi, chỗ này đừng đi mà. Thích vô rừng mới được. Thích vô rừng. Cuối cùng mày nói vậy. Thích vô rừng. Rồi trả lại chỗ này. Trời ơi. Cái này khoai ngọt nè. Ôi, cái này hình như cái lượng hả? Khoai ngọt. Đẹp cái gì vậy? Nó đó chị bảy. Mà nó khô á. Chừng cái khúc này nó bị quên. Trả đào thì có gì nó chỉ vô chứ. Con này là ổi, ổi bọc.
hỏi mấy cây ngoài kia cũng bọc lấy gai. Ở đây là cây bơ, kế đến là dừa. Nói đây nè anh Tắc, vậy không cho trồng cái chỗ cũ mà. Rồi bến cũng trồng trong chỗ cũ nữa. Nhưng mà ông chọc me hay gì đó, ông sầm bến. Nó chắc chắn là chị tiểu đường hay cực kỳ nổi hả? Cái đợt nổi này nè, ta thấy chưa nào? Không mọi mấy người cắt mé. Rồi chậm đi mồi. Mày lên mạng mày coi chị bạn, mấy người cắt mé. Uống rồi chậm đi, chậm đi, tiếp đi. Hồi mất cái dao này nè. Hàng đi. Trời, cái gì vậy? Cục bự bự. Tại trồng gì là ngon đó. Cái cây đó là chị hên xui đó, mà mấy cái mầm nảy lên nè. Gì đâu mà đào cái cục bự bự không? Mà nó nhiều lắm mà. Đang lên nữa nè. Ủa cái này cũng tám hả? Nãy quả cũng lá. Nãy cái nào chưa? Ôi, trồng vài cây rồi, vài bữa nó ra cả đống rồi. Vài cây à, nhưng mà trừ hao đi nhiều nhiều. Ủa, hồi nãy cũng nói cắt cho anh Nguyễn này đó hả? Mình nhớ bự lắm mà sao chị bảy tại giờ còn chút xíu chạy. Ừ, hồi nãy nó bự lắm, nay bẻ. Chị ta. Rồi chưa? Chưa. Đắt vô. Chưa đó nè. Nè, cầm tiếp vô. Chị bảy, cho chị bảy. Thôi, thôi chứ được rồi. Mấy câu. Nhiều thôi. Thôi lên nhớ kìa. Nhiều rồi. Đâu, cái này lá không? Ôi, trồng dài cũ rồi thôi. Rồi, mới trồng được chị chưa? Lực cây một hay vậy? Vậy. Dạ đây, mới đây nè. Mày có chưa, chồng chưa? Chồng rồi. Trời ơi, không thấy chưa hả? Thấy chưa hả? Cái chồng ta chồng rồi, lúc đâu được, tại tao mới mọc mà. Hả, chồng lỗi hả? Chồng mà tính nước giếng thì tốt tươi vậy. Chứ chồng hút nước cây, nước như sao? Thì ta xứ được con lành, ngắn chồng lành. Rồi chưa? Chết được gì cục tâm. Nào. Đất này nó không chịu chưa? Ừ. Đây nè, không xong được rồi. Bây giờ mùa mốt trồng mùa mưa đi. Anh này có nói nè, phải rồi. Quá trời đi quá, không được đi quá, đâm quá đâm rồi. Đến à, nữa cắt nữa. Cái này có điền nè. À, có 18 nè. Gì? Ừ, cái đó. Ừ, cái vậy. Hồi nãy không tắt những cái xấu cho em hết trời. Đang ca chắc lại. Ông lấy cái đẹp. Đây con cây bơ nó nằm mà nó bê đê, nó không có trái. Cái đống dừa, dừa lột được mớ à, nãy quên đẩy nó nứt chưa, cũng còn mớ nữa nè, chưa lột xong. Nãy nứt tùm lum chưa, nãy quên đẩy quá thôi, nứt thừa trơn quá vậy. Nứt là coi như bỏ đó, người ta không có mua, nãy quên, quên đẩy. Cái dọc mẹ hồi nãy là chọc vú sữa tắt cái quạt tắt cái quạt hết cái ông này tải hơn chứ đậu nó ăn hết trơn lấy cái lòng bàn chùm lại được à hồi ăn thôi dẹp không còn miếng thì phải ăn cho hết nhà chó mèo nhiều lắm nè không dẹp bớt đi coi không vừa. Cái nồi này nguyên của ba triệu, giao như là ban hà vậy đó. Rồi, chị mở mẹ đi coi. Con coi xem nghe coi người ta giao hàng không. Con nghe đi. Bây giờ em đi công chuyện là ngày mai anh giao mẹ em được không? Cái ngân hàng này bữa chị kêu ai chứng kiến mua em nữa được không? Ủa, ngân hàng nào cũng không đâu. Bây giờ khổ quá, vắng mẹ không có, em còn ở xa, không có anh gần nhà. Thì kêu ai nhận giùm chị. À, cái chị... Chị bán thịt cái hồi đó. Chị bán cá ngang em đó, anh thấy không? Cái chị mập mập bán ngang em thấy không? Rồi, chị đi, chị đó đi rồi, chị lại nha. À, để em kêu chị đi nhận được. Rồi. Giờ tôi tính đơn hàng cũng không. Không đơn hàng của tao. Đợi lấy sáng vậy. Oh.
Ờ, ông leo trên. Ờ, rồi leo trên mà ở chằn nữa chứ. Rồi sao mà sót chịu nổi. Trời ơi, có cái thang kìa sao không bắt, rồi sao leo được. Cái này là cái biệt đội lụm me. Này mình mới nhận cái khăn để mình kiếm cái người nào tròn cái khăn này đối mình vô phim nữa, mình coi thử coi cái khăn này tròn nó sẽ ra sao. À, chị Thủy ơi, em mời nè chị Thủy. Chị yeah, em có cái đơn hàng 300 mấy á, chút chị kia chị trả tiền giùm em, mời xíu em vô em trả tiền lại cho chị nha chị. Mày ăn nó chạy. Trả rồi kêu nó để đại đâu đó đi rồi xíu em về em chạy em lấy em trả cho chị. Rồi được mấy trái rồi nha chị. À, ông lên ông ung kìa. Khó hơn nữa. Được rồi. Thấy được chị. Tại vì đơn hàng cầm cơn. Thấy đâu mà. Ai biết? Dạ, đi luôn. Ơi. Vô nhà tắm rồi. Một mắt hả? Dốt không ta? Dốt rồi. Ờ dốt rồi nè. Ồ mày dốt. Ồ. Đây nó đây nè. Mục tiêu của mình kiếm quá trời. Ồ dốt trơn rồi nè. Cái nào cũng dốt trơn rồi. Dốt hết rồi. Mà nghe nói mè này ngọt quá coi không có chua. Nè, bóp một cái bể nè, cũng dốt trơn rồi nè. Kiếm cái thang rồi nó nhà lụm. Cái thằng đó đó lụm me này có được thử không quý vị ơi? Ủa con My đây mình nó không My đâu. Thử được không chị bảy? Trời ơi, mày lớn à. Ngon quá. Rồi, những cái nhân vật này toàn cái khăn làm để cho vô phim tôi coi thử cái khăn này nó sẽ ra sao. Trời để làm vật thí nghiệm á. Lụm me mà cũng đi dài cho ăn luôn rồi chưa. Đó, khi tròn cái khăn là nó sẽ gì hả? Để cái thang lên đây. Ủa chơi, nè. Để đây làm đi tới luôn chứ chị. Đó. Ồ, coi cũng được quá ta. Anh phải sao đàn cái máy nhà. Cái máy nhà. Im quá ha, coi cũng quyền bí ha. Nhưng mà tại cái áo này nó nổi quá. Thành ra cái khăn nó không có. À, cái khăn này là khăn đi phượt đó cô á. Cái khăn đi phượt à, những cái dân đi phượt. Nói chung là cái khăn này cũng đẹp lắm nha. Hả? Cái gỗ hả? Nè. Mà đang review cái khăn. À, rồi. Ồ, nói chung cái khăn này nhìn cũng sang lắm nha. Theo dõi rồi. Đó, giờ kinh nghiệm à. Ha. Thì phải. Anh thử mà ổn cái cầm hình mà có hổm gì có cộng dây đó không được. Hả? Mà hình hổm gì có cộng dây đó không? Còn cộng dây Vega hay gì đó. Anh Tám ơi, lấy cái mẫu đem cho anh mới mẹ. Rồi, cho bố về này. À, cái khăn này là khăn Ả Rập nha cô á, cái khăn phượt Ả Rập nha. Dữ Mư á, chồng sao mà đừng có rớt chứ đừng mưa á Dữ Mư. Còn cái nào trên đừng mưa á. Anh đẩy lên nóc nhà luôn nè. Về ăn chơi. Mưa là dê đó. Ờ à, chuột không anh đẩy cái thang chuột không đó nghe. Chứ mới cày rồi đó. Chứ mới cày chịu xuống rồi. Nè. Anh đứng trên cái thang chuột không nghe. Có chừng
coi chừng ông đi ba te thế này á. Vậy là dốc đó ta. Ừ. Cái này nó có một mắt một mà nó cũng dốt nữa nè. Nhìn dở. Ừ. Ừ. Ngọt ngay à, không có chua miếng nào luôn. Không chua miếng nào. Trời ơi, me dòm nè. 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 Nói chiều về gói đầu. Nhóc trơn quá. Chùm cái đầu lại, cái khăn đó chùm cái đầu lại. Đó, nói chung là nhìn cũng đẹp lắm nha, nhìn sang lắm nha. Giống người chăm. Đó. Nó ăn trầu rồi, tẩm tẩm rồi. Giống người chăm. Sao cái thấy lần tiên đấy. Không mở cả. Chết rồi, mặc cái quần cột mà dưới quay là hình chết. Năm nay trái hơi ít hơn mọi năm chút, mọi năm hái nhiều lắm. Thấy à. Ồ, cái này nó cũng khô nè. Nó hơi khô, huốt bị định luôn. Có nghĩa nó mới khô quá thì nó còn bự bự. Nó khô quá, cái bắt đầu khi nó teo héo là còn chút xíu à. Cái này nó ngọt nha, chứ nó không có chua quá. Ngọt, ngọt ngay à, nó không biết chua nữa. Ờ, nó rụng một đường mơn luôn. Mấy cái mọc bự bự, tát cái mọc đường mướn trên mé lụm đi có sao không? Không quê không mở nước đâu. Không, đường mướn khô mà đâu có sao. Ờ, đâu có sao. Đâu sao, khô mà. Đấy, tôi đang lụm người nó cho chính rồi, nó nói về đi nè. Thôi. Vậy nó hư cái ông lại lụm hoài. Thôi, chứ là gì á. Đây tú ba gan là gì á. Được cái nhánh cái cá cái trời. Mình đẹp quá. Sao tặng mới được cái nhánh ngon mà. Nhóc trơn. Cái cái. Nó hư rồi. Ồ, bây giờ còn nửa trái à. Thầy móc rồi nè. Ồ, trái này ngon quá, móc hết nửa trái rồi nè. Nó cũ nó móc hay là nó hư? Nó khô quá. Khô quá. Khô quá nó móc nó queo luôn rồi. Ngon ghê luôn á trời. Nè, hư phần nữa rồi nè. Còn phần nữa. Trái này nó không chua luôn, nó khô quá nó không chua luôn.
cái này mà lỡ có phân dơi á là ta thu hoạch trơn rồi, phân dơi bán rồi, cái nào mà nó lọt ngoài á mới còn, chứ người ta bán lấy tiền mà đâu bỏ. Hả? Phân phân dơi tính bao hả vậy? Bao mấy chục ngàn, 30 ngàn hay 50 ngàn, bao nhỏ, bao 25 kg. Cái tối gì thì đâu á? Nè nè nè, để thử cái này coi. Có nghĩa là cái này nó khô quá, nó khô quá rồi nó đóng móc luôn. Tại cái này nắng quá. Móc luôn rồi, nó khô khoe ra đó thì hay móc gì đó chứ mà chưa không móc. Tại cái đường nó móc. Nhóc móc luôn. Năm nay thu hoạch ít á, năm rồi trái quá trời luôn chứ bao luôn. Còn nhóc trơn trảnh không rung. Hoa trên nó rung rồi trời. Rồi trái này coi có hột không. Rồi trái này cũng có hột nữa. Ta leo cây ta mặc đồ dài đồ vô sợ có ong, còn nào không leo cây không còn cởi chằn. Rồi lỡ có ong, rồi lỡ có ong rồi nó bước một cái còn hơn là đi dắt gió nữa. Nó có cưa máy kìa, cưa nó sập xuống. Cái mè này thiệt là nó ăn cùng mùi. Nhưng mà nó ở nhà hoài, nó bị hoài sao được. Không kể cho nó đi đi. Nó làm quen. Chứ tiệm sửa máy mà hiền quá rồi sao bán đồ, sửa đồ được được. Có chừng về nó nói chuyện như sáu. Tăng là phải kiếm con vợ lanh. Kéo con tăng lên để chịu đánh. Vợ lanh ăn hiếp nó sao? Không chua hả anh mày? Không chua hả? Này ngọt hả? Ừ. Không chua à? Không chua. Không có chuyện nó ngọt không chua không ngon. Thôi đấy, thôi kìa. Có ông lão đi gọi kìa thấy không? Mà đâu có ông đâu. Ừ. Đi đó đó, mày chết đi đó đó. Không hả? Đã rồi, chạy được rồi. Đi hết rồi. Đi rồi. Cái đó có nó chạy yên lắm. Cái này ở trong cũng nhiều lắm, sao sót. Ông ngoài này thì nó có mặt đó anh bảy. Ở ngoài cây dừa chỗ trước cửa nhà tắm. Ổ bự lắm. Không. Cho nó tự do nó đóng trong cái thằng cây dừa. Vậy ơi, chừng nào chị biết mặt cho em hay chụp hình cái nha. Thôi, hình như ông bà này không bị đánh gì vậy không? Cái này ta đâu. Bà. Có mấy thằng đi lấy bình thường thôi. Nó leo lên nó lấy bình thường hả? Nó tay thôi, còn mặt thì chụp lại. Con nghĩa đánh là không có phủ chết, chỉ cần nó chết một con thôi. Chết một con ha là nó đánh dữ lắm luôn. Chẳng thà không có phủi ấy thì nó không chết là không sao. Ừ, đúng rồi. Rồi, giờ dòm cái linh của ổng nè. Ông tình đi lụm cái me. Móc hết trơn.
Nè ăn rồi có chưa? Bán. Ngon mà. Chua. Chua. Cái này bán được nè. Chua không chưa? À, được mấy khúc sắt nè, bán về trà lúc nào mỗi ba cái miễn nó nhân ta không mua mà cho ta lợi vậy. Bỏ bỏ bằng cái chai. Nói chung là mấy này bán được chưa? Mấy chai nước mắm ra đồ bán được rồi điện. Hả? Người ta không mua. Mắm này 2.000 chai đó. Người ta không mua. Vô chai đây ta không mua. Không. Tao mua 2.000 một chai nè. Chứ bộ. Nó cái chỗ bán nước mắm nó thu lại. Ừ, chứ mấy chỗ thường vô chai nó không mua. Đúng rồi. Cái này là em bỏ em đi nước quán thanh liêm nè, chỗ nó lấy lại 2.000 một chai, chỗ nó bị bán được chứ mấy chỗ thường bán được, có thể bán hoài nó mua à, mà này thanh liêm bây giờ nó làm là ở chai mũ rồi, có chai mũ có chai sạch luôn, nghĩ cái này là chai sạch nó ngon hơn chai mũ, cái chai này là nó không mua à, mà chai thanh liêm này mua nè gom lại cọ cũng được mấy chục ngàn à, có mấy ngàn cái này mai mốt đừng bán chai uổng, bỏ về chai uổng 2.000 chai đó, cái này nó đâu có mua đâu, không mua nó gom, ví dụ như mình không biết mình đưa đó mình cho nó bỏ vào là nó bán được 1.500 chai ở chỗ tập quá, nó sẽ thu lại, nó sẽ ba đưa cho cái ông nước mắm thanh liêm là 2.000. Ôi sợ thôi. Sợi nó điện, ăn bạn trai rẻ điện. Đại đi, lấy ra lấy vô hoài. Anh Bảy thấy cái máy phun sơn đi chưa? Nó có chỉnh ở đây nè, ga nhiều ít chỗ này nè, chỗ này nè. Đó, để nó đổi cái cần ga nè. Ga bóp sâu thì nó ra nhiều. Nhặn nhặn này là nó ra ít nhiều. Nó cho mình được hai cái dòi. Cái dòi đang gắn là 1.5 ly, còn cái dòi theo máy của nó là 2 ly. 2 ly 2 ly 5 gì đó nè. Nó ga dữ lắm. Này thì ga sao chịu nổi. Ừ. Mà ngặt cái thằng nhỏ này thì nó dễ ngạt anh bảy. Nó có một màu một. Bên kia nó ba bốn có màu. Mình giả gỗ hay cái loại vàng vàng và đậm đậm có lợt lợt có. Nhưng cứ gây ra nhiều màu lưu vậy đó, cái là lợt cái đậm vậy đó. Còn bên dầu điều này thì có một thứ một không? Có một màu. Làm nó kỹ lắm, nó trà. Trà cái này có trà đâu rửa, tôi còn không rửa, tôi lấy nước tôi sạch cái là rồi là tôi sao lên luôn. Rồi bắt đầu nó xả lại gan như bột mà nó. Ôi cực quá. Cực quá. Cái bình ga này, bình ga du lịch này, bình ga chống sốc nè, bình ga này là 90.000 một bình. Mình đi mình sốc cái gì thì nó không có đến nổi, còn bình ga thường á là sốc có thể cháy nổ. Của bộ vít ga đó. Ủa, cũng đẹp lắm chứ bộ. Giờ cái gì theo điều kiện ánh sáng thực tế nữa nha. Đẹp lắm chứ bộ. Rồi vậy là xong cái vụ chọc me. Thiếu thiệt con tròn thử cái để cậu coi cái quấn ngang cổ, quấn ngang cổ à, giống mấy cô mà nó coi cũng được ta, có nghĩa là nó phù hợp, mình nhìn thấy nó phù hợp. Quấn cái này lên luôn coi. Ôi nói chung đẹp. Rồi, cảm ơn nha. Cái đó giặt nha Điền ơi, nói chung là đẹp, cái này bằng lụa rất là mịn, mịn nó mềm chứ nó khô cứng. Mềm.
6 giờ về chị Bảy ơi, 6 giờ. Rồi tan tiệc. Rồi phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Rồi xây một vòng trong nhà. Hết giờ làm việc. Định nấu chuối hay gì? Ờ, cái rửa mỏng đó cũng được. Ờ, chuối con mà, chuối nhỏ không à. Có bắp chuối không đẹp? Không biết có bắp chuối không nữa. Lâu quá không có ra ngoài. Bao ở ngoài kia. Lấy cái sọ, cái giỏ sách thì được rồi. Bắp chuối chắc không nhiều đâu. Nè. Ủa ai đốn mà nè? Đâu? Chắc mày đốn quá. Ờ, nó cũng chúa hết trơn không mày? Sao kỳ ạ? Sao hai ông cũng đốn vô? Kỳ ạ? Lấy cái chiếc hả? Rõ mà để nó không chặt. Cái lộn lộn. Chú lại có bắp chuối nè. Đâu? Con chuối nó có mặt như Hà Bá. Đâu rồi. Đâu này quay đây. Đâu con này chuối nào đâu mà có bắp. Đâu rồi. Đâu. Hôm nay không có ra giường. Ôi rồi nó chín thiệt kìa. Chuối này chín là dồi thôi mà, không có làm ăn gì được. Ôi rồi, mấy cái mơ nè, nó chín nè. Ôi rồi, nó chín nè. Ôi rồi, mười ăn không, cái trái này còn được chút đỉnh nè. Nè. Ôi, nó chắc chắc nó còn được 1/3 giờ gỡ vài muối ăn chơi. Cái này là đúng chín cây nha. À. Chín hết trơn rồi. Không còn được chút đỉnh rồi. Mơ này ngọt lắm nha. Mà không biết trái nào nó ngọt hay không không biết nha. Mềm mập ơi. Nó mềm. Quan trọng là nó có cái con gì chổng không á. Cái này cái mai là cái mai chà bá luôn. bữa hổm chặt ra ăn buồn rồi bỏ đây quên luôn, bây giờ nó thành cái buồn đang thui vậy nè. Nó chín mấy trái đó chặt để ra ngoài này nè, rồi dọn giường rồi quên luôn. Chín đang thui đâu. Trời ơi. Ôi ơi, hai buồn luôn. Ôi ơi, giờ nó chín kìa. Thằng đâu được đâu. Anh cởi áo ra đi. Nó chín kìa. Mà ra thì ấy chứ. Ôi ơi, nó chín kìa. Chín kìa. Chín kiểu này rồi, thấy không, nên tăng rồi. Không có một con nữa mày. Xem nè. Chặt mạnh lên. Không. Cái dao đó là chuyên đi gần của người ta đó. Gãy. Không, không gãy, đảm bảo luôn.
chặt cái bắp tay để cho cậu chặt được mà, không sợ hư cái dao. Một buồng, còn buồng nữa nè. Ồ, có cái tổ chim ở giữa trái luôn kìa. Ồ, hay quá ta. Ồ, có tổ chim luôn kìa. Mình im quá ha. Ồ, giờ nó chín nè. Thôi ơi, hạnh nè, hết hồn trái rồi, trái kinh khủng rồi. Chặt rồi kéo, kéo vô là để cái ngoéo nó đứt luôn. Ừ, chặt rồi cái kéo vô trong mình á, giống như cây cưa mình kéo vô trong mình. Không có quen xài, không quen xài cái này rồi. Thôi cãi bỏ nó đi, để nó tính sao bỏ. Không quen. Ôi ơi, cái buồn này chà bá luôn nè, hết hồn không? Trồng gì đâu mà chuối hết hồn hết vía, buồn nào buồn nấy hết hồn hết vía. Ôi, nó kìa. Ôi, nè, buồn quá bự luôn nè. Ôi, bắt chuối sáp mà của anh Tám, bắt của mình. Chuối sáp, thôi bỏ đi. Để cho vài bữa ấm lên, ông trồng gỏi. Mía này mía gì anh Bảy? Mía này không biết được luôn. Mía đỏ đỏ. Còn... mía đó xước không nổi đó. Ở bên kia là cái ao sen. Chuối đó rồi, tới giờ không không chết ha. Hai bữa chuối chắc tới giờ không chết ha. Không giờ có ha. Đâu đâu. Thôi dạ dạ. Chào. Chồng ham ăn rồi quên. Lớn người có buồn. Ồ, còn cái đường ra sau là chắc nhiều lắm. Còn cái đường ra sau đó chắc rồi. Nhiều lắm. Chín hả? Ừ, chín luôn. Chín hồi dây bụng cái là chín hơn nữa. Chín khúc. Trời ơi, lỗ luôn rồi. Thôi sắp rồi. Hai cái bụng này bán còn được không? Nữa hơn nữa. Cái này về tách ra nấu ăn như là gì? Không, nó còn hơi xanh xanh, nó còn cái trái nào mà đỏ thôi. Đây mình được buồn chuối cao nữa nè. Hôm nay không có ra giường của thành ra. Ôi vô đây nè, đẹp quá, sao đẹp luôn ha. Quá đẹp luôn. Cái trái còn ngủm luôn. Tới trơn rồi. Này còn chắc được nãy hay nãy gì đó. Coi đốt làm sao. Quá xa, cái chuối mà nó mập tới mà nó nứt ra luôn. Quá thì ngổn luôn à. Cái trái này là hư hết, không ăn được. Cái này cho con mấy con thôi, bỏ đi nữa, cắt bỏ đi cho nó nhẹ. Thì cũng không làm. Biển xuống cho cá ăn được phải không? Biển xuống sông cho cá ăn. Đi liền đại xuống địa rồi. Liền đại xuống địa đó chứ. Cái này đâu có ăn được không? Này con buồn này. Tại cái này cũng không giống mà. Ủa cái đó nó còn ngon. Ngày xưa là mấy cái chuối chín mà là ăn được chân của bụng dưới chân cây chuối là ăn được chân. Nhưng mà ngày nay thì dồi không ăn được đâu. Thời bây giờ là cái gì cũng dồi chân tới cây chanh đó của nó rồi. Cũng dồi không.
đây nè, cũng buồn buồn nè, un ú nút ha, không biết nữa. Không quên đốt cái chuối điện ơi. Không không, để đi, vài bữa tôi dọn giường à, lột dừa xong thì dọn giường. Bỏ đây đi, hồi trả lại. Bỏ đi, vài bữa tôi dọn giường tôi ấy luôn. Cài cài, bỏ xuống đè đi, nửa líp cái đè luôn rồi. Nhiều rồi này, cũng còn trái lại ra. Trái lại dài nè, vừa nhanh nhanh. Đó. Rồi, đi. Mình trồng lại cái bò chuối này bây giờ nó cũng phát triển lại ra rồi nè. Còn bà này bò cũ bây giờ nó lòi cũ lên à, thành ra nó cũng không được tốt hơn. Lòi cũ hơn. Nắng quá, cây cối gì cũng muốn xỉu hết rồi. Con buồn mà còn non. Non không đẹp? Non quá. Non thì chưa lại, không biết sao hết. Sắt được rồi đó ha. Nó cũng còn ngon luôn. Cái này là tuần sau đó rồi đây. Cũng buồn nữa nè. Để lâu chín nó thử. Đây cũng buồn nữa nè. Nó nhiều buồn lắm chứ bộ. Ồ, đây cũng buồn. Buồn này chín nữa nè. Mà chuối này thì không thuốc rồi, chứ không có trồng rồi bỏ luôn vậy đó. Thành ra cái này là an toàn thực phẩm nha. Cái trái này liễm hết trơn, dồi không à. Con nu của nó còn nó tròn, ấm. Quá chừng ú nhưng mà nó dư nước cái gì mà. Nước hết trơn. Nó tròn ấm như này, đưa cái tay vô cô bắt coi. Cái trái chuối nó tròn. Tròn hết hồn. Tá luôn thịt luôn. Không quá. Nước quá. Nước hết trơn. Giống như là nó dư dinh dưỡng luôn. Giống như lúa ngày xưa làm lúa mà hột lúa nó nứt luôn. Cái này thì chuối chuối nứt luôn. Trời ơi, máy sắp hết pin rồi. Hột lúa chuối cà bá luôn nè. À, chuối này hư rồi. Cây chuối đó cũng hư luôn. Không, nó dị luôn đó. Ừ, nó lép vậy rồi luôn rồi. Cũng hổm còn tiếp, chừa lại mấy cây mà cũng không nên thân. Quá trời còn sáng không? Bắp chuối đã ăn được, mình bắp chuối nào ăn được. Cắt mới cho nó đẹp mắt cái cây trên vùng chuối rồi. Rồi chuối xiêm mà chuối nó cũng hư luôn rồi, trái nó dợp chưa? Ồ, cái bắp chuối này trà bá luôn nè. Buồn này được hai nải hay gì lắm. À, đi vô vườn mà gặp mấy cái bẹ gì nè. Bẹ có cái hoa chuối gì là mình biết là có bắp chuối. Bỏ cái cô liên ở sau này trồng lại là toàn bộ chuối sáp ở đây. Nhưng không biết có trái được hay không là tới cái mùa nước nó chìm mất tiêu. Kệ đi mà, để nữa dọn giường rồi. Nó dọn giường ấy luôn. À, ở đây có buồn nữa nè. Mà nó còn cái cùi không à? Ồ, nè. Còn cái cùi không? Còn tàn tích nè. Còn tàn tích nè, còn cái cùi không à? Ngoài kia buồn nữa. Ồ, đây buồn nữa nè. Đây buồn, bên này cũng buồn. Bên này cũng buồn. Bên này cũng buồn. Ôi tùm lum buồn chơ. Nói chung là cũng nhiều buồn quá. Ồ, cái buồn này dữ dằn, buồn này còn gì nữa đâu, đốt thôi bỏ luôn đi. Còn. Bán được mấy nãy đó đi em.
Ui, nó nặng quá nó gãy. Ôi, chuối kìa, coi còn gì nữa đâu. Gãy luôn này, nặng quá, không gì nổi. Khích trái. Cái trái này là hư chưa? Đốm đốm gì là bị mấy con dồi đục chưa? Mà chặt ngang nửa buồn đi, khúc trên đâu xài được. Nhưng mà tiếc tiếc rồi chứ cái này bán đâu nó thân đâu thành. Bán này thì không có nhiêu tiền chứ. Mấy ngàn bạc mà tao không thèm mua nữa. Tại vì nó bị lỡ hết. Chuối này chuối sống nấu ăn cũng ngon. Ta có mua người ta nấu. Chuối này mà nấu hả? Ừ, chuối sống này người ta nấu nông, nấu ngon mà chưa ăn. Còn nước thì đen. À. Đâu? Chưa. Ở đây không buồn. Ở đây. Oh. Đó không buồn, đây buồn. Ôi, oh, cái buồn đó cũng chín hết trơn. Cái buồn này cũng chín hết. Cái buồn này còn được nhiêu? Dạ. Ừ. Không không tới một nải nữa, còn không tới một nải. Thôi cái đó bỏ luôn đi không, còn cái này, gì nữa. Mình bán chú sống cho người ta. Bán mua chú sống người ta nấu thôi. Thư hết rồi. Thật ô nhiễm môi trường ghê không? Còn gì đâu ăn. Có mấy con chuồi. Nó bò rồi. Rồi cái máy kẹt pin luôn rồi. Ở đây cũng cùng giường, ở đây thì còn một buồn nữa. Xong, có một buồn này nữa rồi. Chính dữ rồi ta. Không dài lâu quá, không ra thăm phải không? Không, nó lu bu rồi, nó chọc dừa rồi, nó không ra nó dừa chuối. Đó, thì sao cũng quá. Chính được chưa? Thôi bỏ nguyên nải đi, nguyên nải đó. Không, nó cũng còn cái sống. Mau chín, đốn vài bữa đã chín hết trơn. Nó già quá vậy. Chắc mấy con chim nó gặp mấy người nó mừng. Con chim à. Rồi okay, nhích tới coi còn buồn nào nữa không. Này hết à, ở đây có buồn có cái bắp bẻ bắp luôn. Ồ, nhào trái nhóc trơn nè. Mà không có ai lấy luôn. Nhất chơi mình đâu biết làm cái gì đâu. Nhào. Rồi. Đáng còn buồn nào không vậy? À, đáng chắc không có quá. Cái buồn không à, bắp thì người ta... Nhớ nha đẹp. Cái này thì bắp thì người ta chọc giùm mình nè, cái này chuối lá xiên. Có mấy buồn hả đẹp, nhớ lại thăm nha đẹp. Cái này ngộ lắm, không biết mà ai mà đào ở đây một lỗ. Ai vô giường mình mà đào một lỗ đây. Cái len của ai? Rồi bỏ cái len luôn, không biết cái len của ai. Hả, là len của mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà không biết tại sao ai đào ở đây một lỗ. Rồi bắt đầu liếp đất lại, cắm cái cây y chang như cái mộ luôn. Đây, cắm cái cây, liếp đất lại, dung lên như cái mộ. Cái bữa mình ra, tại sao mình gặp giống như ai đào cái làm cái mộ ở đây. Liếp đất lại nha. Cái mình thấy có cái len đây nữa. Bữa đi chọc dừa đó thì mình không biết người ta chôn cái gì, thành ra mình đào lên mình coi. Ai giờ đào lên không thấy cái gì trong nhà chứ. Mà cái len thì người ta bỏ luôn, mà không biết. Không biết. Không biết phải len mình mấy đứa nhỏ nó ra nó đào chơi cái gì không thì không biết. Không nhớ nổi. Nó điện cái len ta, người ta sắp về rồi. Kệ đi, để thời gian đây, ai cũng sắp đó thì mình sắp. Không biết phải mùng 2 mấy đứa nhỏ nó sắp ra đây nó đào chơi không thì không, mình không biết. Nhưng mà tạm thời để đi, phải không biết của mình hay của người ta. Ở trong giường mình đào lỗ rồi cắm cái cây giống như cái mộ, mình không biết có vụ án gì không. Đào lên mình coi. À, lúa ở ngoài nè, à, bắt đầu chín rồi đó. Chín hơn nửa bông hết rồi.
thì nữa cắt ra thì có rảnh thì mình sẽ cây qua xem. Lúa chín rồi nè, lúa chín vàng đầy đồng rồi nè, người quê với tình mặn nồng á, vàng éo chưa. Nhưng mà vô phim thì nữa mình kéo màu xanh hơi mạnh đó, thành ra có thể quá thế còn xanh xanh, thực ra thì nó đã chín vàng. Cái bà này thì dừa cứ rồi đó. Trời ơi, nó cầm cái dao đó, trời, cầm cái dao mà đi hù, cái đó là chết, nguy hiểm. Chúa thấy rồi. Trời ơi, nguy hiểm nha, mai mốt hù ta là coi ta không có vũ khí nữa được. Thấy rồi. Hù mà có vũ khí rồi, ghê lắm. Người ta sợ, người ta chọi cái rồi đó. Trời ơi. Không đi sách rồi chết rồi, hết pin là chớp dữ rồi. Hết pin rồi cô bác ơi, vì là nó tắt là hết pin đó nha, chứ không phải mình tắt đâu nha cô bác. Dạ. Xong ruộng ha Nam. Rồi, cái buồng này thì nó còn cái cùi không? Chuối này là chuối chú ngự. Nó chín quá rồi, nó còn cái cùi không mà nó gục luôn. Ở đâu liên mà đâu? Tôi không biết qua đâu nữa ta. Trời ơi, chắc hồi nãy bỏ đẳng luôn rồi. Ôi, cái máy hết pin rồi. Nó để mình xách vô đi rồi mình hết phim đi cô bác ơi. Cái này cái ao bơm nước vô rồi nè. Có rau muống và bữa mình dời rau muống qua đây để cho mấy con chằn đứa nó sống. Chắc là cái chòi của mình. Cái chòi mình nhìn cũng đẹp lắm nha. Tận dụng con ngói cũ nè. Cái chòi đây. Chỗ này là tối ra cũng. Rồi. Dừa cũng còn trái lai gai nè. Ôi ôi nó chớp dữ rồi, có hơi chớp đỏ là hết cạn kiệt luôn rồi đó. Rồi cái đống dừa mình lột. Ừ, cả chục mười mấy buồng rồi mà nó chín đâu chắc cũng cả chục buồng rồi. Rồi vậy phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô đã xem tới đây, nó chớp dữ của tôi.